quê da dâu sớm nắng chiều mưa, người nhà quê quen với ruộng đồng sớm thơm mai tranh xiêu, bữa cơm chén canh dừa cà chút khói làm chiều, rộn ràng tiếng hát trẻ thơ. Rời làng quê nè ra chốn đô thành áo hoa, ngồi nhà cao cao nhớ mái tranh nghèo gió rong chơi phố thanh thang, bước chân nhớ con đê gặp gần nhớ lắm con đò, nhớ câu hò dịu dàng tình quê. Hò hò ơi ơi hò hò ơi, những gấm lầu cao mà thân lẻ loi nhớ canh ruột bầu, có mấy sang giàu cũng đâu bằng ruộng vườn tóc tươi, dưới mái tranh nghèo gia đình rộn ràng tiếng cười. Trước tôi thấy khó khăn quá và không biết như thế nào đây nữa. Chào chị. Chào chị. À, ông coi đi, có gì báo cho tôi. Ừ, để từ từ. Ừ. Chào chị. Dạ chào chị. Không có ở nhà. Trời, trời, quá trời cô con nhỏ vậy. Chết cha, bập bụng gỗ sao? Tí ơi, tí, tí, tí. Tía, 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 tía. Cái gì vậy? Tía. Cái gì mà mày chạy như ma rượt vậy? Giống như băng rừng tía. Tía, quá trời cuộc gọi nhỡ luôn tía. Chị Phụng gọi. Con Phụng gọi hả? Dạ. Vậy là cá đã cắn câu rồi. Tía nói rồi mà, tía chơi cái chiêu này á, chắc chắn là nó phải gọi thôi. Bị nó còn thương thằng Đặng, nó còn thương dữ lắm. Tía hay quá trời luôn tía. Tía ơi tía, tía như thế to nhỏ chuyện gì vậy tía? Thằng quỷ này sao nó xuất hiện như ma vậy? Tía. Ủa, con thấy tía giấu gì trong túi vậy? Giấu cái gì? Thằng quỷ này. Dạ, dạ sao tía? Nước trà để thiêu uống vô đau bụng chết. Đưa đưa tía vô trong đi, đau bụng quá. Đưa tía vô trong. Ờ em đưa tía vô trong. Đau quá. Tía. Tía. Tía lén lút hả? Tía với thằng Thế mờ mờ ám ám chuyện gì vậy ta? Ủa, chắc là không thấy đâu tía ơi, không thấy đâu. Tìm rớt tìm ra ngoài. Trời, con tụi nó không thấy không đó tía. Ờ, mà cả cắn câu rồi, bước tiếp theo mình làm gì nữa tía? Lấy cái điện thoại này nhắn tin cho con Phụng, giả bộ như là thằng Đặng nhắn vậy đó. Công nhận là tía hay thiệt. Má ơi, con về rồi đây. Ai vậy? Hết hồn à? Trời, con tưởng đâu là con tưởng ai đột nhập nhà mình. Đột nhập gì? Ngồi nguy hiểm quá à. Tập dưỡng sinh yoga là phải ngồi trong ghế đàng hoàng. Nhà mình có biết bao nhiêu bộ ghế đẹp không chịu ngồi. Ngồi vậy nó lật lọng cái rồi có chuyện gì rồi sao? Xương sống rồi sao? Xương xương rồi. À, định khoe cái sốc vải này phải đúng không? Đúng rồi. Đẹp không? Của đẹp không? Con á hả? Cảm ơn má nha, con thích màu hồng lắm nè. Không phải của má. Con Ánh nó mua vải này tặng cho má. Má nói là sao? Cái màu này mà nó mua tặng cho má đó hả? Đẹp quá ha. Nó biết má thích màu hồng này nè.
Trời ơi, má mà mai lên áo má mặc á hả, tí chồng con á xỉu liền luôn đó. Không có đâu, màu này màu này hợp với má nè. Công nhận mới để lên mặt má hợp dễ sợ luôn á, mà trẻ dễ sợ dạ luôn à. Mà nó cũng biết lựa ghê ha. Trời ơi, nó hiểu ý tánh má nè. Con biết sao không, hai đứa nó sắp sửa đến ngày đám cưới, mua sắp giải này nè cho má ha. Hai vợ chồng con mừng cái gì thì mừng. Ủa gì vậy? Dạ có người gửi cho con đó má. Mở ra coi gì vậy? Dạ thôi, dạ bí mật. Con không có quà nữa hả? Dạ. Vậy nè, mà chắc má không biết ai gửi cho con đâu. Vậy thôi má tò mò làm chi. À, thì thôi con cũng đâu có nói đâu, con có kể má cũng đâu biết ai đâu. Thì con phải kể thì má mới biết chứ. Thôi thôi, con thích cái vụ này nè. Không không, ngày nay nghe dặn nè, sắp sửa đám cưới hai đứa nó. Dạ. Hai đứa bay mừng cái gì thì mừng, cũng phải để ngày đó dự đám cưới cho em nó vui ha. Thôi để tính sao đi má. Ủa sao vậy? Con đi lên à. Mở ra coi, nếu mà cái áo dài màu hồng nè, coi hai má con mình hai có dài màu hồng luôn đi đám thì cưới nè anh. Để con coi. À có tin nhắn. Cái gì vậy? Chết rồi má ơi. Má ơi. Cái gì vậy? Nguy hiểm rồi má ơi. Nguy to rồi. Cái má vậy? Ơi. Cái má gì? Ơi, con đi về quê nha. Má nhà coi nhà con đi về quê. Về quê làm gì? Anh Đặng lỡ. Có chuyện gì? Lỡ mà anh làm chuyện gì dại dột, anh chết là con làm sao sống nổi hả má? Má ơi, anh nhắn tin con nè. Mà nó bị cái gì? Anh má nói bị cái gì? Anh bị viêm họng, anh không thể nói chuyện được, cho nên anh nhắn tin cho em. Em ơi, em yêu ơi, anh đang tuyệt vọng. Tuyệt vọng là sắp chết phải không má? Má ơi, con đi. Hồi đi, đi con đi về quê đi. Không giờ, phải mà, chồng của con vậy mà má nói gì kỳ cục vậy? Má bị viêm họng làm sao nó chết được? Bây giờ má với con thu xếp đi về quê rồi sao? Má nói đi, nha. Đi. Sao má? Ê còn cái hộp này sao? Cái hộp này sao? Để đây của con. Vậy đi. Trời ơi nó làm tôi lính quên không đó. Nó viêm họng, thêm thẳng từ từ. Trời ơi, có ai đời viêm họng mà chết không trời? Trời ơi đừng nói nữa, nhanh nhanh giùm con. Rồi, thì thay đồ đi liền. Đi thoại tới. Ai rồi? Alo. Tám. Rồi, con biết rồi, thôi chuyện máy. Vô Tám gọi. Alo. Bà hả? Tôi nè. Cái gì? Con Phụng nó đòi về đây hả? Thiệt không? Được rồi. Bà cứ cho nó về đây đi. Mọi chuyện tôi lo hết. Rồi. Vậy nghe. Sao tiếc? Bà Phụng đòi về hả tía? Nó đòi về rồi. Vì tía con là cao thủ. Cái bao ni lông nè, cột lại. Tía mình ra mừng nha. Nè tía. Tía, ăn mừng nha. Vô. Khóc cái gì mà khóc? Làm căng chuyện chi? Làm căng chi rồi giờ ngồi khóc? Con sợ quá. Lỡ có chuyện gì con hối hận cả đời luôn. Đó thì mình biết như vậy. Thì thôi mình chiều chồng đi. Mắc mớ gì mà sao lúc nào con cũng phải làm sao con phải thắng hơn thằng chồng con mới chịu. Chịu gì? Cũng tại ảnh không à. Nói đi nói lại mà cũng bên ảnh đó thấy chưa? Tự nhiên cái đòi ly dị con trước chứ bộ. Trời ơi. Đòi ly dị á thì chơi luôn, chịu luôn. Lấy vậy đi. Trời ơi, vợ chồng chứ đâu phải cái dây đờn đâu. Hãy là đứa này căng quá, cái đứa kia kéo lại rồi căng quá, rồi là cái bật rồi xong không có nói lại được luôn. Má đã nói rồi, đàn ông là như vậy đó, coi nó bự con nó hùng hổ hổ vậy đó, giống như là một đứa con nít vậy thôi. Mình á, làm vợ là mình phải biết chiều chồng. Đó, mình phải biết nhẫn nhục mới được, mình phải giữ được hạnh phúc. Hiểu chưa? Không hiểu gì. Phải nhẫn nhục như má vậy nè. Mẹ ơi, bà dạy con gái hay quá ha. Bà cụ nhà cô nói đúng đó. Ta nói lạc mềm buộc chặt mà. Đàn bà con gái mà cứ đòi hơn chồng là đàn ông người ta không có chịu đâu. Nhưng mà hả, em mà chịu hả, người ta làm tới rồi sao? Em đâu có ngu đâu mà em chịu. Nói vậy mà cũng nói được à. Thôi nhanh đi, anh nhanh giùm cái đi, vô bờ liền đi. Trời ơi, gió ngược. Thôi, coi vậy đó, nóng ruột rồi, nó muốn về nhà. Để coi chồng sao rồi, vậy đó, mà cứ chuyện kiếm chuyện. Rồi, từ từ. Con đi trước đó nha, rồi. Lỡ mà có chuyện rồi, gì hả? Trời ơi, ân hận suốt đời đi. Luôn đó. Cảm ơn từ nha. Từ từ thôi cô. Má đi sao nha, từ từ đi nha. Cô từ từ không?
Từ từ nha má. Rồi. Đây. Con chạy về trước còn sao đó. Cậu nóng ruột quá đi à. Chết rồi, bây giờ làm sao? Mình phải báo cho anh Xuân biết để mình ứng biến mới được. Thôi chết cha, quên đem điện thoại theo rồi. Chết rồi. Anh Đặng. Trời ơi, em về tới nhà mà nói anh không có nhà. Em chạy đi kiếm anh thì ra anh ở đây. Anh có làm sao không vậy? Hả? Tránh xa tôi ra. Anh sao vậy? Anh có làm sao không? Yêu thương tôi quá ha. Sao? Hôm nay tới đây đưa giấy ly hôn đúng không? Anh nói gì vậy? Ly hôn gì ở đây? Anh nói là anh tuyệt vọng, anh muốn chết, cho nên em mới đi kiếm anh. Rồi bây giờ anh nói vậy đó hả? Tôi không rảnh đùa với cô. Ai đùa với anh chứ? Hả? Vậy chứ ai là người nhắn tin cho tôi? Nhắn tin cho cô à? Anh nhắn cho em chứ ai? Số điện thoại của anh nè. Tôi nói cho cô biết nha, điện thoại của tôi á mất mấy bữa nay rồi, làm sao nhắn cô được? Trời ơi, tức quá. Rõ ràng là số điện thoại của anh nhắn cho em mà. Đúng là số điện thoại của tôi. Thì sao? Nhưng mà. Nhưng gì? Người nào lấy điện thoại của tôi nhắn cho cô? Tôi không có rảnh đâu mà nhắn cho cô. Tôi mà biết thằng nào nhắn tin kiểu này á, tôi cho nó một trận đó. Anh bệnh tật như vậy đừng có giỡn với tôi nữa nha. Thằng nào dám nhắn ta? Thằng nào? Số rõ ràng mà còn chối nữa. Hả? Thằng Thế Tía. Ông Năm, giờ ông tính vụ đất Hương Quả là sao ông Năm? À, thôi tôi với anh ra ngoài nói chuyện, con ở đây nghe. Tía, đất Hương Quả là sao Tía? À, không có gì. Nè anh có thể nói rõ tôi nghe được không? Hôm nay tôi tới đây là để hỏi ông cho rõ ràng. Ông đã nhận cọc của tôi 200 triệu để ông bán đất Hương Quả của gia đình ông cho tôi. Nhưng vì ông nói gia đình ông có công chuyện nên tôi mới cho thời gian để ông sắp xếp. Thời hạn đặt cọc đã hết. Bây giờ ông muốn bán thì tôi mua, bằng không ông phải bồi thường hợp đồng cho tôi. Tía, nhất định không bán tía. Tôi bán. Tía, con là con trai lớn của gia đình, con quyết định không bán tía. Con quyết định không bán, nhưng tía quyết định bán. Không bán thì tiền đâu lo cho vợ chồng mày? Tía yên tâm đi tía, gia đình mình sẽ chấp nhận bồi thường hợp đồng mà tía. Nha tía. Nếu bồi thường thì bồi thường bao nhiêu? Ông nhận cọc 200 triệu, bây giờ ông phải bồi thường gấp 3 lần. Là 600 triệu á hả? Đúng. Trời, 600 triệu. 600 triệu tiền đâu bồi thường. Thôi tôi bán cho rồi. Tía bình tĩnh đi tía. Đúng rồi tía, mình quỹ hợp đồng phải đền cho người ta gấp 3 lần đó tía. Nếu như vậy thôi con để cho tía bán đi, chứ tiền bây đã không có rồi, bây giờ hợp đồng đền tiền đâu rồi lấy ra rồi. Tía, con quyết định bán cái nhà ở trên thành phố, lấy tiền đền hợp đồng cho họ nha. Đâu phải một mình con quyết định được đâu. Tía cứ yên tâm đi, con sẽ bàn với vợ con rồi mình thống nhất là không có bán đất. Anh yên tâm đi. Thật sự là tía của tôi cũng lo cho tôi, cho nên mới túng thiếu như vậy. Tôi hứa với anh, sau khi bán cái nhà ở thành phố xong, tôi sẽ bù hợp đồng cho anh. Tôi sẽ thông cảm cho gia đình ông, nhưng mà ông nói phải giữ lời đó nha. Dạ, cảm ơn anh. Thôi, tôi chào cả nhà. Để bán trớt cho con ơi, mày lo riết mày khổ quá. Tía à, yên tâm, sau khi con bán nhà thành phố, con cũng có một số vốn để lo cho thằng Quốc làm ăn nữa. Vô Tâm, đừng có lo. Dạ. Con Phụng á, nó cũng đã đồng ý bán rồi. Cái gì? Hồi nãy giờ bà ở đâu bà nghe hết trơn vậy? Nghe chứ, đứng ngoài nghe mà thấy không dám bước vô, sợ mùi sóc. Tía, giờ con đồng ý bán rồi tía. Tía đừng có lo nghe tía. Bây giờ con Phụng nó có đồng ý bán
tôi cũng thấy lo. Lo gì nữa? Lo gì tía? Thì lo là lỡ mà tụi nó ly dị á là giống như là con phụng chia của rồi. Tía yên tâm đi, không sao đâu tía. Ông nói gì vậy? Trời đất quỷ thần ơi, bộ nghĩ con gái tôi vậy hả? Thì tôi cũng phải nghĩ sâu sâu một chút chứ. Nhiều khi con gái thì giống gái mẹ nó. Ủa tôi vậy hồi nào? Tôi chồng tôi chết mà. Không, bị lẹo lưỡi thôi. Nhưng mà mình vẫn phải phòng hờ cái xa chứ. Xa gì mà tính gì xa xôi dữ vậy? Anh xin lỗi, hôm bữa anh nóng tính. Anh nóng tính cũng đã nhiều lần rồi, đâu phải lần đầu đâu. Vậy thì cho anh xin lỗi nhiều lần. Nhiều lần rồi. Nếu như mà nói lại những cái lời xin lỗi của anh á, thì chắc nó dài hơn cả cái dòng sông này nữa kìa. Em nói quá. Anh rất là vui khi em quyết định bán căn nhà. Tôi làm như vậy không phải vì tía đâu, mà vì thằng Quốc nữa. Anh biết. Phụng à, anh đã ký ủy quyền toàn bộ cổ phần ở công ty cho em quản lý. Em toàn quyền quyết định, em muốn làm gì làm đi. Anh nói vậy là sao? Anh nghĩ là tôi mê tài sản hả? Toàn quyền quyết định là sao? Ý anh muốn gì? Phụng à, em đừng có nhìn anh giận dữ như vậy. Anh chỉ muốn làm một chuyện cuối cùng với em thôi. Chuyện cuối cùng là sao? Lấy anh muốn ly dị hả? Anh chỉ muốn làm tới cùng. Một lời hứa với em. Anh hứa cái gì? Nói đi. Phụng, em có còn nhớ hồi xưa em chỉ là một cô gái nhà quê. Anh đã từng nói, nếu em chịu làm vợ của anh sẽ biến em thành một cô gái sang trọng quý phái, rất nhiều cô gái khác phải ganh tị. Anh còn nhớ lời hứa đó hả? Anh nhớ chứ. Chẳng hiểu sao bây giờ anh thích nhớ lại chuyện hồi xưa. Chắc có lẽ bây giờ là anh giống tí vậy đó. Phụng à, anh thấy mình bây giờ như vậy sẽ cản trở cuộc đời của em. Anh không muốn phá tan giấc mộng của em mà em khó khăn lắm mới làm nên được. Anh có biết điều em cần nhất hiện giờ là gì không? Hạnh phúc. Em cứ làm đi, em cứ tìm đi. Anh sẽ không cản trở đâu. Em tự quyết định đi. Được rồi, nếu như mà anh muốn tôi quyết định thì tôi sẽ làm theo ý của tôi. Em tự làm theo ý em đi. Chiều nay tôi phải về liền, tôi còn nhiều chuyện phải lo lắm. Em về sớm đi, để lo chuyện của em. Con, ngồi xuống đây. Giờ con tính làm sao? Con đi về trước nha. Má muốn thì má lại chơi ít ngày rồi má về sau. Chuyện nhà cửa con sao thì bây giờ thằng Đặng nó đã về đây rồi, thì con cũng phải về đây chứ, đúng không? Anh Đặng thì bây giờ anh về đây anh ở rồi, yên ổn rồi. Con về trễ con lo một số việc nữa. Vậy là coi như con đồng ý với má biểu đúng không? Ừ cái đi chứ gì đâu mà chồng ở đâu vợ ở đó. Thôi chuyện này để nói sau đi má. Con chạy cho kịp chuyến xe. Giờ con đau đầu lắm, con không nói chuyện này đâu. Thôi con đi đó má. Vũ, chị Phụng vẫn chưa quyết định hả Vũ? Con này nó cứng đầu lắm. Chuyện là phải như vậy thôi. Mà nó cũng... đó, kêu bằng là khí khái đó. Trước sau gì cũng phải vậy thôi. Về ở thôi. Vũ, Vũ phải cho chị thời gian suy nghĩ chứ. Tao có cấm nó đâu. Wow, cánh đồng nhà mình bây giờ đã gặt xong hết rồi ngoại ha. Con thấy không, mênh mông bát ngát. Con thấy không? Dạ. Đẹp quá. À ngoại à,
Con có việc này muốn thưa với ngoại á. À. Dạ, sắp tới á, con muốn mở một cái quán ăn chuyên phục vụ khách du lịch nước ngoài về quê mình nước ngoài. Thiệt không? Dạ thiệt. Như vậy là con muốn ở lại dạ, quê mình ở hả? Quê mình nước ngoài. Muốn ở đây hả? Dạ. Ngoại biết không, bây giờ ẩm thực du lịch kết hợp với lại tham quan thắng cảnh du lịch vùng miền ở quê mình như vậy đó, rất là hút khách nha ngoại. Đó. Con sẽ cho khách du lịch nước ngoài kết hợp với lại bà con ở xã mình, coi như là họ sẽ hòa nhập vào cuộc sống của bà con xã mình. Đó ngoại hiểu không? Họ sẽ về đây nè, rồi họ sẽ gặt lúa nè, họ sẽ tát đìa nè, họ sẽ bắt cá, bắt tôm, bắt cua nè. Đó. Sau đó đó, cái họ dùng cái sản phẩm đó nha, họ chế biến những cái đặc sản ở quê mình. Đúng đó con. Được đó con, trời nghe con nói sao mà ngoại thấy ngoại nôn nao quá. Không lẽ là ngoại nói thôi làm liền đi. Nếu mà con cần gì đó ngoại giúp là ngoại giúp liền luôn. Dạ, ngoại hứa nha ngoại. Ngoại hứa. Ngoại, thí dụ mà sau này một thời gian nữa đó, cái mô hình của con nó phát triển đó, con có một số vốn nữa, con sẽ dùng cái số vốn đó nha, con sẽ đầu tư thêm xe ngựa nè. Đó, cái mình dùng xe ngựa, mình chở khách du lịch cũng như là khách nước ngoài đi lòng vòng ở quê mình nè. Ngoại thấy không? Để hạn chế những cái phương tiện giống như là xe cơ giới, rồi mấy cái xe ô tô, rồi những cái xe máy đó ngoại, cho nó đỡ ô nhiễm đúng quê rồi. Mình cái đó người ta kêu mình phục vụ từ A tới Z luôn á, đúng không? Đúng rồi đó ngoại. Toàn là đặc sản không đó. À, nhắc đặc sản mới nhớ. Sao? Phải phải có các tiết mục đờn ca tài tử gì đó. Được. Đó, ca nhạc văn nghệ cải lương phải đúng chất là miền Tây luôn. Được. Để cho khách nước ngoài người ta biết. Cái đó là ngoại sẽ huy động, ngoại xin ngoại mừng được đó. Hồi bữa con có bàn cái ý định của con cho ông nội á. À. Ông nội hứa với con á nha, là ông nội sẽ là hỗ trợ hết mình nè. Ông nội sẽ tuy ông nội không có tiền, nhưng mà ông nội sẽ cho con một miếng đất để con mở quán. Ồ thiệt hả? Thiệt chứ, ông nội hứa với con rồi đó. Hay quá. Ông này con bộ cũng gan dữ ha. Ông vậy thì ngoại có gì? Ngoại cho con hết luôn á. Ngoại thôi, không có tiếc. Thôi ngoại có tấm lòng cho con là được rồi. Xin lỗi con ạ. Bây giờ con cần gì là ngoại ủng hộ con hết mình luôn. Dạ. Con cảm ơn ngoại nhiều. Đi đi. Mình đi ngoại. Đi. Chị đã quyết định bán căn nhà. Bây giờ con tính bán toàn bộ cổ phần ở công ty này thật sao? Tôi không thể tin được. Chồng với con trai của tôi không muốn giữ công ty này nữa, thì tôi cũng không tha thiết giữ nó để làm gì nữa anh à. Nhưng chuyện chị quyết định bán cổ phần thì phải được sự đồng ý của anh Đặng. Anh yên tâm đi, chồng tôi đã ký đây tất cả giấy tờ ủy quyền cho tôi hết rồi. Anh hãy giúp tôi về mặt pháp lý, tất cả mình phải tiến hành một cách bí mật nhanh, bởi vì tôi không muốn tất cả nhân viên bị xáo trộn, cũng như là việc kinh doanh của công ty. Tôi hiểu. Việc thay đổi cổ phần ở công ty về mặt pháp lý thì không có gì quá phức tạp. Theo tôi thấy thì nếu công ty thành lập chưa được 3 năm thì việc chuyển nhượng cổ phần phải được sự đồng ý của các cổ đông còn lại thì mới tiến hành được. Còn như công ty này thì đã được thành lập mười mấy năm rồi, cho nên việc chuyển nhượng cổ phần của anh chị thì không cần sự đồng ý của các cổ đông kia đâu, mà anh chị có thể toàn quyền quyết định. Vậy thì tốt quá rồi. Dạ. Và với lại tôi cũng đã tìm được người mua hết toàn bộ cổ phần rồi. Chúng tôi thỏa thuận với họ một vài điều nữa thôi. Nếu như mà không có phát sinh những gì mà bất trắc á, thì chúng ta sẽ tiến hành nhanh thôi phải không luật sư? Chị cứ yên tâm, tôi sẽ hoàn thành mọi thủ tục sớm nhất cho chị. Nhưng thật sự tôi thấy tiếc khi anh chị từ bỏ công ty. Thật ra thì công ty này hai vợ chồng tôi thành lập nó từ bàn tay trắng. Tôi biết là chồng tôi yêu quý cái công ty này như là gia đình của chúng tôi vậy. Nhưng mà bây giờ chồng tôi bị tai nạn như vậy, phải từ bỏ hết tất cả, chúng tôi rất là đau lòng luật sư à. Nhưng mà không còn cách nào hết, bởi vì anh ấy không điều hành được nữa. Bản thân tôi thì cũng không đủ sức để làm điều này, cho nên buộc phải
phải bán hết thôi. Tôi đã hiểu. Tôi sẽ cố gắng giải quyết ổn thỏa tất cả thủ tục pháp lý cho anh chị. Cảm ơn luật sư. Thôi, tôi xin phép chị. Cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu như có chuyện gì cần gấp thì chị cứ điện cho tôi nha. Dạ. Cảm ơn chị. Phụng. Chào, chào anh. Anh Minh ngồi đi. Ủa, có chuyện gì mà Phụng phải làm việc với luật sư vậy? Tôi cũng tính gặp anh để bàn một chuyện quan trọng với anh đây. Chuyện gì vậy Phụng? Chẳng lẽ Phụng đã có câu trả lời dành cho tôi rồi sao? Vũ, Vũ có thích đi du lịch không Vũ? Đi du lịch hả? Dạ. Chàng ơi, ai là không mê chứ. Mà từ đó giờ đâu có đi cái chỗ nào mà xa khỏi cái quê mình đâu. Xa nhất là Sài Gòn thôi. Nhưng mà thôi, đi đâu đúng kém lắm. Vậy sau này á, con làm có tiền á, con sẽ dẫn Vũ đi du lịch khắp nơi luôn. Nhớ nha. Dạ. Hứa rồi đó nha. Là dẫn tôi đi cái nơi nào mà tôi thích nhất đó nha. Còn uy tín với Vũ luôn. Thôi, nói vậy thôi, chứ có tiền để dành đi. Lo cho bay chứ lo làm chi cho Vũ. Bây giờ Vũ chỉ có một ước nguyện mà lớn nhất thôi. Vũ có ước nguyện gì vậy? Nói mà có làm được không? Vũ nói đi, nhất định con sẽ làm được. Dạ không? Dạ. Bay đi lấy chồng. Chồng đi. Vũ lấy chồng rồi. À, chuyện đó hả Vũ? Đang chuẩn bị mà Vũ. Tụi con cũng đang gom tiền nè. Không lo. Chờ khi nào thằng Quốc á, nó mở cái nhà hàng xong rồi cái Vũ với ông Xui nha, làm một cái đám cưới hoành tráng, lớn thiệt là lớn, ở nhà hàng Quốc cho hai đứa bay nha. Thôi Vũ, con không cần hoành tráng vậy đâu. Bình dân là được rồi. Thôi, thích hoành tráng, thích lớn, thích vui thiệt là vui, cái gì cũng to thiệt là to. Cái nhà hàng thằng Quốc gần xong rồi. Tía thấy tía cũng vui ghê. Trời, mấy bữa nay nè tía, con cũng trộn rộn phụng Quốc để lo cho xong cái nhà hàng này tía. Trời tía, sao con nôn nao quá tía ơi. Nôn nao tới ngày khai trương quá à. Con mong là được giới thiệu cái món bún mắm lẩu mắm của con cho mọi người biết tới quá tía. Nôn nao cái gì? Chừng nào tới thì sẽ tới thôi. Con này nó giống y như Vũ Tám nó vậy đó. Bà đó, bà cũng nôn nao dữ lắm. Bà nôn nao bà giới thiệu cái món bánh xèo của bà đó. Vậy như tía, con thấy nhà hàng Quốc mà hả, gia đình mình á, ai cũng phụ giúp một tay. Chắc chắn nhà hàng mà khi mở ra hả, nổi tiếng khắp vùng mình luôn đó. Số 1 đó tía. Tía cũng hy vọng vậy. Thiệt, bây giờ khi nghe Hàn Quốc nó kể, tía nằm mơ tía còn giật mình á. Sao tía? Chuyện gì ghê gì tía? Trời ơi, tụi bay không có biết đâu. Giờ bay là người trong nhà tía mới kể bay nghe. Thằng Quốc nó kể đó, có một thời gian á hả, nó hư lắm. Nó ăn chơi đàn đúm rồi quýnh bài quýnh bạc hút sách. Vậy luôn á? Đủ các thứ đó. Trời đất ơi, trời, cái này là giống con nè tía. Có gì mà tự hào? Rồi á, cha mẹ nó mới cắt viện trợ, không có cho tiền nó nữa. Rồi nó mới hết tiền, nó mới đi săn sơ sắc sở đó. Rồi đói bụng quá rồi mới nằm ngủ ngoài đường đó. Mới gặp một người vô gia cư. Người ta thấy hoàn cảnh của nó vậy á, cho nó có nửa ổ bánh mì thôi. Cái tự nhiên á, nó sực nhớ cái lời của nội. À, lời của nội hay dạy nó hồi xưa. Tía nói gì tía? Hồi đó là tía dạy là vậy nè. Cuộc đời của mình á, y như là chiếc xuồng vậy đó. Mà mình
phải vượt qua bao nhiêu cái sóng gió. Nếu mà mình bị ngã tay chèo mà mình buông xuôi luôn á, thì con thuyền nó sẽ gặp rất là nhiều cái trở ngại. Còn mình cứ vững tay chèo, mình lèo lái nó, mình chèo chống nó, thì chắc chắn là những cái trở ngại đó sẽ vượt qua hết. Đó, nó nghe vậy đó mà nó mừng lại cuộc đời. Rồi cái nó mới đi mừng bếp phụ cho người ta, nó chạy bàn nè, rồi nó đi vô nó phụ bếp cho nhà hàng Việt Nam ở bển á. Rồi cũng may nó gặp cái con én đó, con gì đó. Em Ly. Thật cái con én mẹ nó cho nó khỏe. Nó gặp con đó đó, rồi con đó mới là động lực cho nó, động viên nó đó. Rồi nó mới nên người ngày bữa nay luôn đó. Là hai đứa nó mới cặp nhau về bên này giờ mà ăn đó chứ. Thấy chưa? Gì? Người ta nhỏ mà người ta hả, chưa gì làm ăn này kia, mở nhà hàng này kia. Anh đó hả, lớn rồi mà không có được xíu như thằng Quốc nữa. Nè, tại vì Quốc á, phía sau nó có cái chỗ dựa tinh thần là Ellie. Thử coi, tôi có chỗ dựa tinh thần giống như là Quốc đi. Trời ơi, tôi hả, mở 10 cái nhà hàng luôn á. Đúng không tía? Thằng ăn cháo đái bát. Đây nè, tao bộ không phải chỗ dựa tinh thần cho mày hả? Nhưng mà con im. Tao biết rồi. Cần thêm nữa. Được, con cứ làm chỗ dựa tinh thần cho nó đi. Để coi thử coi nó có phát triển được không. Tí chấm mắt lên tí chờ. Đứa nào thành công tí cũng vui hết trơn. Phụng à, tại sao Phụng lại bán hết cổ phần của công ty? Tại sao Phụng lại không chọn cuộc sống cho riêng Phụng chứ? Có chứ, tôi cũng đã làm cho những lời anh nói. Và tôi cũng đặt bàn cân trước mặt của tôi. Đầu bên đây á là chồng tôi, con trai tôi, má tôi và quê hương của tôi. Còn đầu bên kia là tôi. Mà sao tôi thấy phía bên tôi nó nhẹ tênh. Tôi nghĩ rằng sống với anh ấy bao nhiêu năm qua rồi, tôi hiểu tình nghĩa vợ chồng luôn gắn chặt với nhau như một sợi dây, không thể nào mà chúng tôi rời xa nhau được. Cho nên tôi nghĩ bây giờ tôi không sống cho tôi nữa. Cuộc đời của tôi đó là những người thương yêu nhất của tôi, là gia đình, là chồng tôi, con tôi. Đó mới là cuộc sống thật sự của tôi. Nhưng Phụng có chắc rằng cái điều thực sự Phụng mong muốn là điều đó hay không? Chắc chắn là như vậy. Tôi biết là cuộc sống của vợ chồng chúng tôi cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà chúng tôi đã sống với nhau hơn 20 năm. Tôi nghĩ nó có một sự vô hình nào đó, như là một sợi dây thắt chặt tình nghĩa vợ chồng của chúng tôi. Tôi không thể nào bỏ mặc anh ấy một mình được. Phụng đừng có nói nữa, tôi đã hiểu rồi. Thì ra từ trước đến giờ tôi chỉ là người đến sau thôi. Phụng à, thật sự tôi xin lỗi Phụng nha. Vì thời gian vừa qua tôi đã làm cho Phụng phải khó xử. Anh Minh à, anh đừng như vậy. Phải nói là tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Bởi vì anh mới là người thật sự giúp cho tôi rất nhiều rất nhiều. Nhưng mà dù gì á, quyết định gì của Phụng đi chăng nữa thì cũng đâu cần phải nhất thiết Phụng phải bán hết cổ phần của công ty. Công ty là do tâm huyết của Phụng và Đặng mà. Thực ra thì anh ấy cũng đã muốn từ bỏ lâu rồi. Cho nên muốn giữ lại cũng vô nghĩa thôi anh à. Điều quan trọng bây giờ là tôi muốn dành hết thời gian tâm huyết của mình cho gia đình của tôi. Nếu nói như vậy, Phụng quyết định về quê à? Phải đó anh Minh. Tôi đã quyết định rồi. Là khi giải quyết hết tất cả cổ phần ở công ty thì tôi sẽ về quê cùng với gia đình. Bây giờ thời gian tôi chỉ biết dành cho chồng và con thôi. À, với lại thằng Quốc bây giờ nó mở nhà hàng ở dưới quê đó. Cho nên tôi cũng có việc làm với thằng Quốc con trai tôi. Tôi sẽ phụ nó ở trong nhà hàng.
Tôi hy vọng là quyết định của tôi không làm cho anh Minh buồn. Tôi không sao đâu. Chúc Phụng được hạnh phúc. Mình đi thôi. Kết cục của cuộc đời mày là như thế này sao Minh? Mày đã ôm một cuộc tình không hề có thật và ôm nó trong suốt 20 mấy năm trời, để đến phía dốc bên kia của cuộc đời mà mày vẫn không hề thấy hề hứng gì sao? Cái thằng điên, cái thằng thất bại thảm hại mà mày vẫn chưa chịu tỉnh ngộ ra sao? Bây giờ mày vẫn ôm cái tình yêu vô vọng đó tới chừng nào nữa hả Minh? Mày đúng là cái thằng đầu đất đáng thương mà. Phải biết quên mới sống tiếp được chứ. Alo, ngoại hả? Mấy nay bà bận nhiều chuyện lắm, bà không nói chuyện với con được. Bà muốn nói cái vụ nhà hàng đó. Dạ, ngoại về quê chắc vui lắm hả ngoại? Vui. Nè, mà sao con không về quê chung với Hàn Quốc? Trời ơi, con không biết nữa ngoại ơi. Ảnh á, giao cái nhà hàng này cho con, rồi đi đâu mất tiêu à. Thì à, nó cũng lo mở cái nhà hàng ở dưới mình nè. Trời, dễ thương lắm, hoành tráng lắm. Cái gì? Ngoại bảo là anh mở nhà hàng ở dưới quê hả ngoại? Ủa, vậy chứ nó không nói với con à? Anh đâu có nói gì con biết đâu ngoại. Thằng này, kỳ ta, mở nhà hàng mà không nói với con nhỏ là sao ta? Nè, mà nó lên Sài Gòn để gặp con đó, chắc cũng sắp tới nơi rồi đó. Kỳ này nó lên á là nó sẽ nói với con đó. Em Lily, bồ, con đang giận quá hả? Bồ, con khóc hả? Ngoại ơi, sao anh đối xử với con như vậy chứ ngoại? Lily, nghe ngoại nói nè, chắc có lẽ là nó chưa kịp nói với con thôi, hay là nó muốn giữ bí mật để gây bất ngờ với con đó mà. Con cúp máy nha ngoại. Eo ly. Sao ta? Sao Hàn Quốc nó giấu Eo ly? Tội nghiệp nhỏ không? Buồn khóc nè. Eo ly. Được rồi. Eo ly. Bỏ ra. Có chuyện gì vậy? Anh còn hỏi nữa sao? Tôi tưởng anh là người tôi tin được, thì ra anh cũng chỉ là đồ tồi. Nhưng mà là có chuyện gì, em phải kể đầu đuôi câu chuyện cho anh biết chứ. Tôi hỏi anh, sao anh giấu tôi chuyện anh mở nhà hàng dưới quê hả? Anh đang muốn tách ra phải không? Thì ra là chuyện đó. Thì bữa nay anh gặp em, anh muốn kể cho em nghe chuyện đó nè. Sao em lại nói nóng với anh vậy? Thank you.
gì? Ý anh muốn tách riêng sao? Anh đã nói gì với tôi khi anh đưa tôi về Việt Nam hả? Ellie à, em bình tĩnh nghe anh nói đã. Thực sự thì anh xin lỗi em vì anh đã không nói trước với em. Nhưng mà theo anh á, tụi mình tách ra như vậy cũng là ý tưởng tốt cho hai đứa mà, đúng không? Em thì ở đây, em quản lý nhà hàng ở đây, còn anh về quê anh làm nhà hàng. Mà Ellie nè, em cũng biết tâm tư nguyện vọng của anh mà. Là anh về đây á, là anh sẽ mở được một nhà hàng ở dưới quê anh. Em hiểu không? Tâm tư nguyện vọng của anh hả? Vậy còn tâm tư nguyện vọng của tôi? Anh thật sự không quan tâm sao? Ellie, em là một người rất giỏi. Và với khả năng của em á, em có thể mở cả một chuỗi nhà hàng mà em. Cộng với sự giúp sức của ba và mẹ em nữa, thì đâu cần hợp tác với anh làm gì? Anh nghĩ tôi về đây mở nhà hàng kinh doanh với anh chỉ để kiếm tiền thôi hả? Ellie, em bình tĩnh đi. Em không hiểu ý của anh rồi. Anh... Đồ tồi. Tôi đã bỏ cả gia đình Tracy, tôi bỏ cả tương lai của tôi ở bên Mỹ để theo anh về Việt Nam. Mong rằng sẽ có một ngày anh sẽ yêu tôi thật sự. Nhưng tôi đã lầm. Anh chỉ là đồ tồi, đồ xảo trá, đồ xấu xa. Ellie, tôi thật ngốc khi tình người như anh. Ellie, em nghe nói đây. Ellie. Không bắt máy ta. Ellie, bắt máy đi con. Bắt máy đi con. Tệ thiệt tệ. Tội nghiệp con nhỏ. Con người ta theo mình về tới đây, về đất nước xa xôi, về tới Việt Nam xa xôi như vậy mà lại sao đối xử người ta vậy? Dạ con nghe nè ngoại. Nè, tại sao lại giấu con Ellie cái chuyện mở nhà hàng? Dạ. Quê nè, dây dầu sớm nắng chiều mưa. Người nhà quê, quen với ruộng đồng xóm thôn. Mái tranh xiêu, bữa cơm chén canh dưa cà. Chút khói làm chiều, rộn ràng tiếng hát trẻ thơ. Rời làng quê nè, ra chung đô thành áo hoa. Ngồi nhà cao cao, nhớ mái tranh nghèo gió rong chơi. Phố thênh thang, bước chân nhớ con đê gập ghềnh. Nhớ lắm con đò, nhớ câu hò chiều giang tình quê.